Bạn đang xem review trên kênh Nghiện Đam Mỹ. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc vui vẻ. Thỏ được lớn đến mùa sinh sản, nhưng lại là tủ lạnh hai cửa. Anh ta không chỉ sinh ra là lưỡng tính và cực kỳ dễ thụ thai. Để không bị đồng loại cười nhạo, thỏ được lớn đến với tộc rắn làm vệ sĩ. Hắn vốn tưởng như vậy có thể tránh xa tộc thỏ, không ngờ lại bị rắn hai đầu quấn lấy. Cả hai anh em đều có hai ngạnh, đồng thể hai vị trí tăng gấp đôi. Thỏ muốn chạy trốn nhưng không trốn được, vì vậy gia chủ đã đưa ra điều kiện. Chỉ có con thỏ mới có thể làm vệ sĩ cho anh trai trong một năm. Sau một năm sẽ để thỏ được tự do, không còn bị gia tộc cười nhạo. Vì vậy, thỏ lớn chỉ có thể hy sinh bản thân. 22 con rắn. Nhưng hắn không ngờ, hai anh em đáng sợ hơn anh ta tưởng. Ngày đầu tiên đi làm, thỏ đã va vào trò chơi của hai người. Đi vào phòng thì thấy chuột hamster đang phục vụ hai anh em, chỉ là ép buộc để cho tiểu chuột biến thành nguyên hình. Cầm trong tay hạt hạnh, thấy vậy, thỏ được vội vàng để chuột rời đi. Chuột hamster biến thành hình người cũng rất hợp tác, lập tức chạy đi. Dù sao rắn huynh đệ thật là đáng sợ. Tuy nhiên, hai anh em rất không hài lòng với điều này. Chúng ta sắp đến giai đoạn thèm ăn rồi. Đại ca đuổi con mồi trong tay của chúng ta đi rồi. Phải làm gì đây? Đại ca, cứ làm như vậy đi. Cuộc sống riêng tư của chúng tôi không cần anh lo. Nhưng con thỏ lấy lý do chuyên nghiệp, nên chủ động yêu cầu giúp hai anh em hạ nhiệt. Hai người ai làm trước? Mà con thỏ đơn thuần vẫn chưa biết. Tiếp theo hắn sẽ phải đối mặt cái gì? Nhìn hình ảnh gương mặt đỏ lên vì em ngại thẹn thùng, thì mấy ní hiểu là chuyện gì sẽ xảy ra rồi đúng không? Hắn có thể chất dễ thụ thai khác với người thường, bởi vì bản tính thương đồng loại, muốn giúp đỡ người khác khi gặp hoạn nạn. Mà thỏ được đã thả chuột hamster đi, mất món đồ chơi yêu thích hàng ngày. Khiến hai anh em rất tức giận. Chúng ta sắp đến thời kỳ động dơ ục rồi. Đại ca đuổi bọn họ đi là sao? Hai anh em không có ý buông tha cho thỏ. Thỏ được lớn bắt đầu nâng quần áo của mình lên. Miễn là có thể ổn định nhiệt độ cơ thể của hai anh em rắn là được rồi. Chuyện này cứ để tôi làm, đừng làm khó người khác nữa. Hai người ai đi trước? Thỏ nghĩ, giảm nhiệt độ cho hai anh em là được rồi. Trước khi đi còn dặn hai người phải học tập chăm chỉ. Và hắn không biết, lần này vì hành sáu bốc đồng, đã chôn vùi thỏ được vì cơn ác mộng sau đó. Sau khi thỏ đi, hai anh em nhìn nhau cười rất tốt. Nhìn bề ngoài cho rằng da thô ráp cứng rắn, không ngờ lại khá mượt mà. Hơn nữa trên người hắn còn có một mùi nhẹ nhàng, không phải bảo vệ, mùi thơm hơn bất cứ thứ gì. Tôi phải ngửi lại lần nữa mới biết nó là cái gì. Lúc này thỏ được đã bị mùi của hai anh em làm cho chóng mặt, toàn thân nóng ran, thiệt là khó chịu. Tớ review mà còn cảm thấy nóng rùm, khá là mất máu. Mấy ní đừng tập trung nghe quá, kẻo phê không chịu nổi. Hai anh em nhà rắn này nhìn vẻ mặt đã tát lên vẻ dâm mận. Để ổn định nhiệt độ cơ thể của hai anh em, thỏ được đáng thương đã hy sinh bản thân. Cứ tưởng như vậy hai anh em sẽ tha cho những con ốc khác. Nhưng không ngờ hai anh em chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt. Hai anh em đã bị hấp dẫn bởi hương vị quyến rũ của ốc. Hai người nhìn nhau cười, đột nhiên có một ý hay. Hương vị quyến rũ như vậy, hình như phải ngửi lại. Biết nó là cái gì không? Tuy nhiên, thỏ được bị anh em rắn làm gián đoạn nhiệt độ cơ thể, chỉ có thể một mình đến hoàn toàn sốt. Hóa ra là một con thỏ, anh ta không có thời gian quy định.
bốn mùa trong năm đều ở trạng thái đặc biệt. Hắn chỉ có thể uống thuốc để che giấu thân phận. Nhưng điều này sẽ gặp phải một con rắn hai đầu mạnh mẽ. Thỏ đực lớn không có cách nào cả. Ngày hôm nay để tìm hiểu thân phận thật sự của thỏ đực. Hai anh em dựa vào thỏ đực không chịu rời đi. Còn liên tục giải phóng mùi để đè nén anh ta. Thỏ bị kích thích, cảm thấy nở ứng không đỡ được nữa. Muốn rời đi, nhưng bị hai anh em chặn lại. Đại ca, ngươi sợ chúng ta như vậy sao? Hôm nay, thỏ đực hết đường chạy rồi. Hai anh em nhà rắn phát hiện thỏ đực dùng thuốc. Để kiềm chế cơn phát tình trong mùa sinh sản. Hai anh em nhà rắn hai đầu đã phát hiện ra bí mật này. Vô tình bị tiêm thuốc mạnh, khiến những cảm xúc bị kìm nén từ lâu bùng nổ ngay lập tức. Hai con rắn cũng là hung hăng mong chờ. Thì ra từ lần trước sau khi bị thỏ đực lớn làm ấm. Rắn hai đầu, em trai không bao giờ quên mùi trên người thỏ. Vì vậy, hai anh em mạnh dạn suy đoán. Bản chất của thỏ là gì? Mùi đó chắc là cỏ. Nhưng không phải sóc. Không thể là anh. Nó sẽ là gì? Mùi đó sẽ tốt hơn. Bây giờ càng nghĩ về nó sẽ có phản ứng. Nhưng đến thời gian hẹn gặp, thỏ lớn vẫn chưa đến. Hai anh em có chút vội. Sau đó liền đến bãi đỗ xe ngầm xem rốt cuộc. Không xem không biết. Ngạc nhiên khi nhìn thấy. Chỉ thấy con thỏ lớn lúc này ánh sáng đóng đinh trong xe bị sốt. Đột nhiên sự thật lộ ra. Thì ra bản thể là một con thỏ khổng lồ. Thảo nào mùi thơm quá. Bởi vì thỏ không có thời gian quy định. Sốt quanh năm. Sau đó hai anh em có một kế hoạch. Giả vờ bị bắt. Lại thỏ tiến lên cứu. Sau đó tiêm thuốc mạnh vào thỏ. Hãy để thỏ nhìn rõ mình trông như thế nào. Cái kết như nào thì mấy ní xem video cũng sẽ rõ. Mấy ní muốn đọc truyện thì lên Google gõ Synexy Git for anh ra bất in hit. Chúc các ní đọc truyện mờ lem. Nhớ bật trình duyệt ẩn danh. Đóng cửa xem một mình nhé. À mà nghe tới đây rồi thì tiếc gì mà không cho tôi một like và subscribe để tôi có thêm động lực review cho mấy ní. Bye bye, hẹn gặp mấy ní ở video review tiếp theo nhé.